ơn tất cả mọi người đến với chương trình Thực Khách Bá Đạo. Ba là một phụ nữ ác độc âm hiểm. Con nghĩ là mẹ đừng nên đi chợ nữa. Mẹ đi chợ chắc tuần sau là nguyên chợ dẹp hết. Mê tiền mê bạc quá, mày để nó leo lên đầu mày ngồi. Có gì đâu thì con cái nó thích thì cho nó ngồi. Tết đến rồi, tết đến rồi, tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người còn số 10. Hay quá, hay quá. Con hát cho. Ôi mà mẹ nhắc tới đâu cơm con đói bụng. Chị con đói bụng hả? Vậy thì mẹ vô mẹ nấu cơm nha. Hay là sao kiếm vợ? Mẹ nói con nghe là sáng giờ mẹ đi nhảy đầm mà con cũng biết rồi, mẹ có nấu cơm nước gì đâu. Không phải là gì không có muốn mà nấu mấy cái loại khác, mà cứ đè vô thịt bò nấu hoài đâu. Tại sao? Tại vì dì đang quen ông bán thịt bò. Tiền bạc đi đâu không thấy, mà mẹ cứ tô cái thằng này lên đầu hoài. Mày đè con mày hoài, mày để cháu tao có ngày bị nó ăn hiếp. Tôi ăn hiếp nó đó, hay là tôi lỡ tôi sai nó nhiều á, thì mọi người nói là tại sao con ghẻ mà ức hiếp con ghẻ. Rồi bây giờ tôi nghĩ như vậy, tôi kêu con tôi làm, thì bây giờ mọi người nói là tại sao con ghẻ mà thương con ghẻ hơn là con ruột. Thực Khách.